Bà Sa Đô Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đô Huy đang dừng chân ở vườn của anh Dũng tại Nghệ An. Thì đoàn vào triển lãm Quy Nhơn đang dừng chân ở vườn anh Dũng Nghệ An quý vị nhé. Quý vị tham quan vườn anh Dũng Nghệ An. Anh có một số những tác phẩm hoàn thiện, những cây bonsai và một số những cái phôi. Cái không gian, cái vườn cây nho nhỏ của anh. Chào anh Dũng nhá, anh ơi, em chào anh. Chào anh nhá. Dạ vâng. Anh có cái vườn rất trân trọng là được vườn nho nhỏ rất là xinh nhỉ. Rất nhiều cây bonsai. Vườn cũng hơi chật. Vâng. Báo cáo với tất cả mọi người thì vườn chật, cũng thiếu sáng. Một cái sở thích ham chơi cây cho nên là cũng để cây nó hơi dày. Vâng. Anh ở đây có bao nhiêu cây tất cả anh? Hôm trước là 35 cây nhưng mà cũng chuyển giao cho anh em một số cây rồi, nó còn lại ở đây khoảng không đến 30 cây. Dạ vâng. Em đi em chia sẻ với quý vị từng tác phẩm. Dạ, chào anh Tuyên. Về chiêm ngưỡng những cái tác phẩm của vườn của anh Dũng. Anh nhìn nó xem nó khô như thế nào. Đấy, con này xong nó kinh khủng. Anh ơi, hỏi xem. Sau này nhiều đường nghe. Cái chậu đá mới mà. Đá mới. Khi anh mua thì nó đã có cái chậu này rồi. Anh thích lấy cái gì à? Khoảng 2 triệu. Anh thích lấy cái gì à? Rẻ. Thằng làm dẫn vào thằng đệ của em làm nó linh vân. Thằng Tuấn Anh thì dẫn vào tận nơi. Anh thích đặt nha, là đặt cho mẫu. Không gian của vườn anh thì không rộng nên là anh chơi chủ yếu những cây nhỏ quý vị nhé. Tuyên đang thích cái này à? Xanh quê. Anh chủ yếu anh đổi điền để quê. Đổi điền lấy quê à? Anh Tuyên Lim đang chia sẻ là đổi điền lấy quê. Trên mạng đầy. Không. Mua luôn có. Ông này là tỷ cỡ đem về dòng kinh trường. Mua luôn có. Cái này có sẵn, cái loại này có sẵn. Ăn một viên nó chả đặt mấy cái to hơn. Vâng. Anh về anh trao thích to hơn à. 60-40 à. Cái này không phải đá nhồi nhỉ? Sao anh? Không, không phải đá nhồi. Đây đá mới đá cũ anh? Mới nhưng mà nhìn đây, nhìn sông cũ nhỉ? Đá này đá nhồi này. À. Thì bán nhiều mà. Hôm nào đi này. Cái đá này hay hơn này. À đây là đá mới nhưng mà làm quý vị này. Đang nhìn là có như niên đại nó trông có, trông như là cái bể đá cũ đúng không? Đây cũng là mới phải không ạ? Mới. Ừ. Đó này đá mới, làm cũng đẹp. Dạ. Nhưng mà cái màu đá kia. Chất đá này hay nhỉ? Đá phun trong người nước hay hay. Cái chất đá này thâm đúng không? Đúng rồi. Trông như đá cũ ấy. Đấy, còn chất đá bên này là đến khá đá khác này. Nhìn con này thích. Ui giời, nó bảo con rồng Việt nó cắt ít bộ phong rồng. Con rồng mất rồi. Rồng. Chứ đẹp như vẫn con ảnh cũ thế này. Anh ơi, mang cho nào, sẽ mang ảnh cũ hay xe nào, rồng Việt của anh Tuấn ngày xưa. Đây. Bán cho anh bonsai trinh hiệu, bây giờ là về anh Dũng đây rồi đúng không? Anh chuyển rồng mình run rồi nhỉ? Bây giờ thành run rồi. À bây giờ. Chuyển rồng mình run rồi không phải. Đâu anh Dũng à quên anh Tuấn xem là còn ảnh cũ không? Anh Tuấn xem còn ảnh cũ anh Tuấn ơi. Ngày xưa là anh Tuấn chia sẻ là hoàn thiện rồi nhưng mà hiện nay về các anh là đang làm lại theo ý các anh. Vườn anh thì không nhiều những cây to, chủ yếu cây nhỏ thôi quý vị ạ. Và cũng mà Sai Huy cảm nhận thì cái không gian vườn cây của anh thì cây
vừa vừa, không có quá nhiều những cây đắt tiền. Một không gian phố có mấy chục cây bonsai chơi thế này là rất ý nghĩa rồi quý vị ạ. Đây, quý vị chiêm ngưỡng một cây hai thân. Mình là Lam Tảo Bắc Đẩu. Thấy là cụ gọi là Lam Tảo. À, Lam Tảo Bắc Đẩu à. Cây này là cây giá trị nhất vườn của anh Dũng này quý vị này. Thế này thế Lam Tảo Bắc Đẩu hả chú? À. À. Đây các chú ở Triều Khúc, các anh Triều Khúc chia sẻ là đây là cái thế Lam Tảo Bắc Đẩu. Giờ mình cứ hiểu cho mọi người dễ là tỉ muội chú nhỉ. Tỉ muội. Như tỉ muội, hai cây song thụ đẹp lắm quý vị ạ. Chú Thủy ơi, chú Thủy vạch cho cháu cái bẹ, cháu quay cho bẹ. Ồ, đẹp lắm. Hoàn thiện rồi, đẹp lắm. Tác phẩm cao từ mặt chậu lên cao khoảng 70 phân. Một cây song thụ đang cũng hoàn thiện được, Bác Sát Huy cảm nhận là hoàn thiện được 90% rồi. Một trong những cái cây theo cảm nhận Bác Sát Huy là cái cây đẹp nhất vườn. Đây, đoàn chúng tôi đang có mặt ở vườn của anh Dũng. Chả tìm về đâu, lúc anh tìm thấy anh đường lâu quá rồi. À cái cây mà để đâu? Hôm nay gặp nhau đầu tiên là lúc mùng một. Quý vị ơi, đoàn chúng tôi đang dừng chân ở vườn anh Dũng. Và anh Tuyên ở Lim thì có thích một phô sen quê. Một phô sen quê dáng sau này sẽ rất là đẹp quý vị ạ. Vừa rồi vừa mới chia sẻ xong thì anh ấy vừa xem cái phô sen quê này, anh bảo anh ấy đổi điền đấy quê. Đổi điền quê. Thế là hiện nay là anh đang say mê rồi. Thế các anh đàm phán thế nào, đã xong chưa? Xong rồi. Xong rồi à? Ồ thế à? Thế thì cái các anh đã nhượng với nhau nhanh thế nhỉ? Rồi các anh nhìn thấy cái nào? Mời các chú các anh em ra đây cổ vũ cho các anh tí. Có bắt tay rồi, có bắt tay rồi, có bắt tay rồi. Có bắt tay rồi. Nhìn thấy cái nhá, nhìn thấy cái nhá, cả nhà nhìn thấy cái nhá. Có bắt tay rồi. Thông tin đó. Thông tin giá có tiết lộ không? Công khai luôn, trả sao cả. Bao tiền anh? Thì về cái giá cây thì hai anh em cùng mổ ngộ với nhau, nhường nhau chơi thôi. Dạ vâng. Lời lại như đây cả, đúng không? Nhường nhau cái bắt tay tình cảm. À, dạ vâng, dạ vâng. Không lờ lãi gì cả. Cây sen quê quý vị rất là tiềm năng quý vị nhá. Đến vườn anh Dũng đã có giao dịch rồi. Đoàn đi ra chắc là sẽ nhiều bán tải mà. Có anh em đây, có anh em bán tải thì bảo ghé qua. Thôi được qua nhà là bảo rồi chọn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh nhá. Chúc mừng cho các anh. Bác Sát Huy vừa chia sẻ một đoạn phim ở vườn của anh Dũng và lại bắt gặp một cái cuộc bắt tay tại vườn anh Dũng. Thì kính thưa quý vị, Bác Sát Huy xin phép được dừng lời đây. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Quý vị nhớ đón những cái thước phim trong cái quá trình Bác Sát Huy vào triển lãm Quy Nhơn Bình Định. Và sắp tới thì sẽ làm những cái chương trình trong triển lãm Quy Nhơn Bình Định gửi tới quý vị yêu cây trên cả nước. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị và kính chào quý vị.